Chuyện này là sao? Em muốn anh nói rõ cho em biết. Anh e là chuyện này không chịu được em rồi. Đã đến giờ hẹn với công an. Bây giờ mình phải lên đó để hợp tác điều tra. Từ từ anh sẽ giải thích với em sau. Nhưng qua tiền nó mới về, nó chưa cơm nước gì hết. Chú e là... Không sao đâu ba, con còn sức để làm sáng tỏ chuyện này mà. Chú yên tâm đi, có con qua tiền sẽ không sao đâu. Tôi thì cần gì anh bảo vệ chứ. Nếu như mà anh đủ sức á, thì đâu có khiến tôi bỏ dở công việc để về hầu công an chuyện điều tra. Bây giờ anh không muốn tranh cãi với em nữa. Đi thôi. Thưa ba con đi. Bây giờ anh có đi không? Thưa bác con đi. Anh Phát đâu? Sao tôi không thấy anh đến? Mấy hôm nay anh ấy đã gọi cho tôi rất là nhiều lần rồi. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Ủa, mà lát nữa bạn anh có ghé đây không vậy? Xin lỗi cô, bạn tôi có chút việc phải về thành phố. Tôi là luật sư Gia Minh, luật sư của Minh Khôi, nên cô có thể hoàn toàn tin tưởng. Hôm tôi đọc thấy vụ án của Minh Khôi trên báo, tôi cũng rất là bất ngờ. Tôi dự định là hôm nào vào Sài Gòn sẽ ghé thăm anh ấy, nhưng công việc gia đình, cơ quan bận rộn quá, với lại ba chồng tôi vừa mới bệnh đột xuất, cho nên tôi cũng chưa thu xếp được. Tôi nghe nói là trước đây cô là trợ lý của giám đốc Minh Khôi, đúng không? Thú thật, mang tiếng là trợ lý, nhưng tôi có làm được mấy ngày đâu. Chưa kịp lãnh lương thì anh Khôi đã xảy ra chuyện rồi. Hôm xảy ra vụ án, cô là người cuối cùng ở bên cạnh Minh Khôi, phải không? Dạ. Vậy thì cô có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó không? Chuyện lớn như vậy làm sao tôi có thể quên được chứ. Loan ơi, mở cửa cho anh. Dạ. Làm gì thế tôi mà cô sợ dữ vậy? Dạ em không. Trời đất ơi, không lẽ là như vậy sao? Mình vừa nghĩ đến là anh ta đến liền sao? Nè cô. Nè, tôi đến đây báo cho cô biết, để cô chuẩn bị đó. 8 giờ sáng mai chúng ta sẽ gặp đối tác ở nhà hàng Bầu Dương. Cô chuẩn bị hợp đồng nha, rồi cho họ coi luôn. Dạ. Hợp đồng này rất quan trọng đó, cô phải cần soạn cho kỹ nha. Dạ. Cô làm gì rụt rè vậy? Cô sợ tôi giở trò hả? Dạ. Sao giám đốc biết vậy? Không. Ý em là Em không có nghĩ như vậy đâu. Không có sao đâu, để phòng trước vẫn tốt hơn. Thời buổi bây giờ tốt xấu khó lường lắm. Mọi chuyện mà xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp đâu. Anh nói gì mà cao siêu quá à, em nghe không hiểu gì hết. Bây giờ thì em chưa hiểu, từ từ rồi em sẽ hiểu. Dạ. Thôi, tôi về phòng nha. Mà nè, từ giờ tới tối cô đừng nghĩ tự do. Theo tôi nghĩ, cô có thể đi tắm biển hoặc là đi dạo đâu đó cho thoải mái, chứ nằm ở nhà một mình một phòng rất là chán. Dạ. Yeah. Thôi tôi đi. Yeah. Suy nghĩ kỹ, đất mình cũng lạ thiệt ha. Câu trước thì kêu mình chuẩn bị hợp đồng chu đáo, còn câu sau thì lại kêu mình đi tắm biển hay là đi chơi. Mà nói tóm lại, bây giờ mình nên đi chơi hay là chuẩn bị hợp đồng đây?
Giám đốc sao lục xuống tấm biển đi. Tôi lười lắm. Tôi xuống tấm biển đi. Để tôi coi đồ cho. Tự nhiên bắt giám đốc coi đồ cho em xuống tắm. Em sợ mình mất việc quá à. Ủa, anh sao vậy? Sao em thấy từ chiều giờ anh cứ buồn buồn vậy? Cứ nhìn đi. Nhìn gì anh? Một gia đình rất là hạnh phúc. Mấy tháng trước tôi cũng có một gia đình. Xin lỗi anh, em không phải là người nhiều chuyện, nhưng em nghe mọi người nói là anh đã từng đi dạy vợ phải không? Cuối cùng thì cái đôi hồn ly cũng lần ra rồi. Khang thở chuyện buồn để được mình thông cảm đây chắc. Đừng có hòng. Thực ra thì với vợ tôi không có tình yêu. Biết ngay mà, cái bài ca cưới vợ không hạnh phúc ông nào cũng xài hết rồi. Cái bài xưa lắm rồi đó ông ơi. Tôi thương cô ấy như là em. Nên dù cô ấy có làm tôi bực mình, tôi cũng không làm. Tôi chỉ lo không biết bây giờ quay sống có hạnh phúc không. Làm như cao thượng lắm vậy. Chị ăn hộp vịt lộn giùm em đi. Hộp vịt lộn ngon lắm. Tôi không mua chị ơi. Chị mua giúp giùm em lon đậu phộng đi. Đậu phộng đều hạt mùi thì ngọt lắm chị. Em đã nói là em không mua, chị đi chỗ khác bán đi. Chị mua một món mở hàng giùm em đi. Mà sáng giờ em chưa có bán được cái gì hết á. Trời ơi, em đã nói là em không mua mà, chị đi chỗ khác bán đi. Anh mua giùm em đi. Đi chỗ khác bán đi, không có mua đâu. Thôi được rồi, người ta đã năn nỉ như vậy, mua cho người ta món đi. Dạ em có hộp vịt lộn, đậu phộng luộc với lại xoài. Món nào cũng ngon hết á, anh mua giúp giùm em đi. Cô bán đậu phộng cho tôi đi. Dạ. Bao nhiêu vậy cô? Dạ, 10.000 nè. Dạ,
giám đốc ơi là giám đốc, anh đi đâu mà cả đêm qua không thấy về? Anh có biết là hôm nay hẹn với khách hàng hay không? Cho gửi chìa khóa nè em ơi. Dạ. Thường ngày anh ấy rất là có trách nhiệm, với lại hợp đồng này rất là quan trọng, anh ấy nhất định sẽ về thôi. Giám đốc ơi là giám đốc, bây giờ đã 7:30 rồi, anh còn phải thay đồ nữa. Khi nào về đây? Thời gian em hẹp quá. Có khi nào anh chạy thẳng đến gặp đối tác luôn được không? Nếu như vậy á, anh phải báo với mình một tiếng chứ. Giờ mình phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Giám đốc ơi, anh đi đâu vậy? Cái cô ngoài nhiệm đó đã dắt anh đi đâu rồi? Anh còn nhớ cái hẹn sáng mai hay không? Không được, mình không được để đối tác phải chờ lâu. Hay là mình phải đến đó trước để tìm cách quản binh. Em ơi, cho chị gửi chìa khóa. Dạ. À, em. Dạ. Chị nhờ em giúp dùm chị một chuyện. Dạ. Chút xíu nữa, nếu mà vị khách ở phòng 203 về, em nhớ nhắn với ảnh là chị Hồng Loan đến gặp đối tác trước rồi nha. Dạ, em sẽ nhắn lại. Nhưng mà em nhớ nói với ảnh là mau mau tới liền nha. Dạ. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Vậy, người đàn bà bán phục trình lộn là Hoài Diệp thật sao? Có phải là Hoài Diệp, vợ cũ của anh Minh Khôi hay không? Thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi và vị đối tác đó đã chờ anh ấy thật là lâu, suốt cả buổi sáng. Vậy Minh Khôi đi đâu được chứ? Có việc gì quan trọng hơn việc ký hợp đồng? Lúc đến nhà hàng Đồ Dương để gặp đối tác, tôi rất là run. Cứ ngỡ là sẽ gặp một lão già đầu hói, hung dữ. Nhưng không ngờ duyên phận xui khiến cho tôi gặp được anh ấy. Duyên phận? Cười dữ ý. Ý cô nói là vị đối tác đó là? Dạ, là chồng của tôi bây giờ. À. Lúc đó tôi rất là vụng về. Suốt buổi nói chuyện tôi chỉ biết cúi đầu dạ, dạ dạ. Câu nào tôi cũng nói, chờ giám đốc của tôi về để quyết định. Vậy mà không hiểu sao lại khiến cho Hoàng Quân thích thú. Anh ấy đã dễ dàng vui vẻ chấp nhận mọi điều khoản, đồng ý ký ngay vào hợp đồng mà không có một chút đắn đo suy nghĩ. Điều này đã làm cho tôi thực sự là vui mừng, vì cứ ngỡ là mình đã lập công với giám đốc. Nhưng tôi đâu có biết đây chính là hợp đồng đầu tiên và cũng là hợp đồng cuối cùng của tôi với công ty Minh Khôi. Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Ký xong hợp đồng, lòng tôi vui như một đứa trẻ, hân hoan khi nghĩ đến vẻ mặt, ánh mắt ngạc nhiên của Minh Khôi. Nhưng khi tôi bước chân vô khách sạn, xin lỗi, cô đang ở khách sạn này hả? Dạ, tôi ở đây. Mời cô vô. Khách sạn mình có chuyện gì?
mà sao công an nhiều dữ vậy em? Dạ, khách sạn mình sẽ là án mạng chị. Hả? Án mạng? Dạ. Giám đốc. Anh sao? Sao bị công an bắt vậy? Giám đốc, anh ta là thủ phạm đó chị. Hả? Sao? Sao giám đốc lại là hung thủ giết người được chứ? Hồi sáng á, lúc ảnh về, em có nhấn lại y như lời dì dặn gì đó. Rồi anh lấy chìa khóa đi lên phòng, không có nói gì hết. Một lúc sau thì án mạng xảy ra. Cô có phải là người đi chung với ông mình không? Dạ, tôi là thư ký của anh ấy. Chúng tôi cần đến sự hợp tác điều tra của cô. Dạ. Mời cô về cơ quan công an để lấy lời khai. Dạ. Tôi mời cô. Dạ. Nói vậy, cô cũng không phải là người tận mắt chứng kiến cảnh Minh Khôi gây án. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh Minh Khôi gây án, nhưng tôi có thể cảm nhận được câu chuyện hôm đó có một cái gì đó không được bình thường. Cô có thể nói rõ hơn được không? Người duy nhất có mặt tại hiện trường hôm đó là Thế Kiệt. Anh ta cũng là chồng cũ của Hoài Diệp. Vậy thì nếu anh ta nhìn thấy Minh Khôi ra tay với Hoài Diệp thì anh ta phải tìm cách ngăn cản chứ. Thậm chí phải dùng cả bản thân mình để chịu thay cho vợ, vì lúc đó cô ấy đang mang thai, mà cái thai cũng khá lớn. Lời nói của cô khiến cho tôi liên tưởng đến một giả thuyết. Cô ký đi. Biểu tôi ký vào biên bản, bắt tôi thừa nhận một hành vi mà tôi không làm. Các anh nghĩ tôi là ai chứ? Trẻ lên ba hả? Chúng tôi không bắt cô phải thừa nhận hành vi mà mình không làm. Chúng tôi chỉ muốn cô hợp tác để cho công việc thuận lợi hơn. Bằng chứng nào các anh nói tôi là thủ phạm trộm hồ sơ vụ án chứ? Có người đã tố cáo, chính mắt họ đã nhìn thấy. Có người tố cáo? Đúng. Tận mắt nhìn thấy tôi trộm hồ sơ. Người đó đâu? Các anh đưa ra đối chất với tôi đi. Các anh đừng quên, tôi là luật sư, tôi có thể kiện các anh về tội vu khống đó. Người tố cáo đang ngồi bên cạnh cô đó. Bên cạnh tôi? Đúng, chính là anh đây. Là anh tố cáo em ăn cắp hồ sơ sao? Trời ơi, anh có biết tội này lớn lắm không? Anh biết. Nhưng em cũng phải nên hiểu cho con người của anh. Xưa nay anh làm việc vốn là công tư phân minh, không bao giờ để tình riêng xen vào. Em không cần anh gì để tình riêng. Em chỉ cần anh nói đúng sự thật. Em trộn hồ sơ vụ án khi nào, ở đâu? Thì hôm mà em nhờ anh đó nộp đơn xin phép thủ trưởng cho em xem lại hồ sơ vụ án của cô cho anh. Và chú Lương cũng đã chấp nhận bằng biên bản đàng hoàng rồi mà. Em có làm gì sai luật đâu. Nhưng trên biên bản thủ trưởng chỉ cho phép em được nghiên cứu tại chỗ, đâu có cho em mang về nhà. Thì em cũng chỉ xem tại chỗ rồi trả lại rồi mà. Em trả lại? À, đúng lúc đó anh có nghe điện thoại, xong rồi anh ra ngoài. Lúc anh quay vô thì anh thấy em nhanh tay em lấy hồ sơ em bỏ vô cặp. Anh thấy thì tại sao anh không bắt tại trận đi? Thì vì anh yêu em. Trong một phút yếu lòng, anh đã giả lại. Anh cũng suy nghĩ là cứ để cho em mượn tạm về nhà nghiên cứu, rồi em sẽ trả lại. Nhưng không ngờ anh vẫn không thấy em trả lại. Hôm đầu tuần có thanh tra đột xuất phát hiện mất hồ sơ vụ án của mình. Sếp hỏi cho nên anh phải nói ra sự thật. Em thông cảm cho anh nhé. Anh nói cái gì vậy? Em có lấy hồ sơ về nhà khi nào đâu. Nhưng mà
Chuyện đã đến nước này rồi, em đừng có mang cốt nữa. Em về nhà đem hồ sơ trả cho anh đi. Anh nghĩ là chỗ quen biết với ba em, chắc là thủ trưởng cũng không có làm khó đâu. Nhưng mà sự thật em cũng muốn anh. Đúng gì đâu quan tiền, em đã thông cảm với anh. Họ đem hồ sơ đến trả, nếu không anh sẽ làm lộn đạn. Tôi đã nói là không lấy là không lấy. Các anh muốn làm theo được thì cứ làm, tôi không có sợ đâu. Anh Long à, quan tiền là không hợp tác. Cậu cũng khuyên khi chúng tôi gặp hồ sơ gửi qua công an điều tra. Quanh, anh đợi tôi chút. Quanh tiền. Thôi, em đừng cãi nữa, em về lấy hồ sơ trả lại cho anh. Thôi nghe, anh biết rõ là em không lấy mà. Tại sao anh dám đứng ra làm chứng yêu em cho em như vậy? Tôi đã nói, tôi không lấy là không lấy. Các anh có lập hồ sơ gửi đến đâu á, tôi cũng không sợ đâu. Được, nếu cô đã nói vậy, tôi đành phải làm thôi. Hồ sơ sẽ được gửi sang phòng điều tra chờ thụ lý. Nhưng cô phải nhớ, từ nay cho đến ngày thụ lý xong vụ án, cô sẽ không được rời khỏi thành phố. Bất cứ giờ phút nào chúng tôi yêu cầu, cô cũng phải có mặt để hợp tác điều tra. À, thì ra anh muốn dùng cách này để ép tôi sao? Quả tiếng. Cẩn thận. Hãy để mày nhớ của chúng sao nha. Tụi bay nói một lát đám công an sẽ chuyển thủ đô qua thủ đô liền phải không? Dạ đại ca, chắc còn thường bắt đứa đó đại ca. Làm sao mà chắc được? Bay đều nhau đi, nhanh lên. Tụi tao cái. Tụi bay nhớ lời tao dặn. Chỉ cứu. Không cần gây thương tích cho ai nghe chưa? Nhưng đám công an nó có súng. Mình công phủ đầu trước tụi nó. Bắt chuyện mình sao đây nè. Sao? Mày thấy cái gì không? Hay quá nè. Cái chuyện của mày có súng. Cướp súng của mình để làm một tụi bay chỉ bếp cướp rõ chưa? Dạ dạ rõ đại ca. Đi rồi, mày tụi mày lên trên đó. Dạ dạ, dạ. Đi tụi bay cẩn thận nha. Mày qua bên kia đi. Cả đời mắt hổng nghe con. Thà ghiền cho sự, rất cho thương. Má thà mặc áo giá, ăn cơm nước tương mà tâm hồn thanh thản. Còn hơn ăn cao lương mỹ vị mà phải làm những trái lương tâm không. Thank you.
Có chuyện gì vậy? Sao mày tôi giết tao? Có chuyện gì? Ben bỏ chút khí xuống, về đồn giải quyết. Qua đây hỏi thử đi. Ừ. Dạ chào ông. Hả? Ông cho con hỏi thăm nhà của chú Tư Thành ở đâu vậy? Ông đâu có nhà đâu. Dạ, vậy ông có biết chú ấy đi đâu không? Thôi, đi theo tôi. Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Mới đó mà đã 10 năm rồi. Châu Anh, nghe lời của em mà anh đã rời xa bọn xấu. Cố gắng khắc phục những lỗi lầm của mình bằng cách anh đã trồng lại được 50 mẫu rừng so với hàng chục ngàn mẫu rừng của tỉnh. Đúng là chẳng đáng gì. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc anh tiếp tay với bọn xấu để triệt phá cây rừng. Anh cũng hy vọng rằng em ở trên cao, em sẽ nhìn thấy và biết rằng sự hy sinh của anh đúng là không miễn phí, ít ra cũng giúp được anh tỉnh ngộ và cải tạo nguyên nhân. Bác Ba, mấy cậu này là sao vậy? Dạ, cháu là Khả Tuấn, bạn của Hoa Tiên. À, bạn của cô bé luật sư dễ thương đó phải không? Dạ. Cô bé đó đâu mà sao không thấy đến? Dạ, cô ấy về thành phố rồi chú ạ. Cô ấy nhờ cháu đến thăm chú và gửi chú vài món quà này. Dạ. Mày đặt quà cáp làm gì không biết nữa. Ủa, chú đang làm cỏ cho rừng hả chú? Lần đầu tiên cháu thấy đó. Nè, cháu ở thành phố lâu lâu mới lên rừng cho nên mới thấy lạ thôi. Chứ rừng thì cũng như hoa màu, phải chăm sóc nè, phải làm cỏ nè, phải khai quang thì mới tốt được. À. Anh bạn ơi, chắc anh bạn chưa hiểu rồi. Đây là rừng nhân tạo, do con người trồng, chứ không phải rừng tự nhiên đâu. Rừng nhân tạo? Ừ. Khu rừng này là của chú. Còn cái vạt rừng ở đằng trước kia là của ông. Chung quanh đây còn nhiều khu rừng khác nữa. À, bây giờ thì cháu hiểu rồi. Rừng này được chăm sóc rất kỹ, hèn gì cây nào cây nấy tươi xanh, xanh mướt vậy đó. Sắp sửa tới lúc thu hoạch rồi, mày đã có dự định gì chưa, Tư Thành? Đám Tư Rô ngày đêm chầu chực, nó muốn độc quyền khai thác khu rừng này, bác Ba không biết sao. Nó vừa ra giá cao, nó vừa ra tối hậu thư đe dọa. Hộ nào mà không cho nó khai thác là không yên thân đâu.
Dù rừng đã đến tuổi khai thác rồi, nhưng mà bác và mọi người vẫn chưa có chính kiến gì. Nhưng mà suy nghĩ lại, bán ở đâu thì cũng là bán. Tại sao mình không bán cho đám tư rô? Vừa được giá mà mọi người được yên thân. Cháu cũng thấy vậy đó chú à. Thời buổi kinh tế thị trường chủ yếu là lợi nhuận mà. Ông bạn ít coi báo cho nên không biết thủ đoạn của bọn buôn lậu rồi. Mình biết tính lợi nhuận, bọn chúng không biết hả? Mua giá cao á, chẳng qua bọn chúng muốn lợi dụng giấy phép khai thác hợp pháp để mà vận chuyển những khúc gỗ quý mà chúng khai thác trái phép, lầm lần đánh lận con đen qua mắt kiểm lâm thôi. Cậu này nhận xét đúng rồi đó. Bác Ba à, cháu nghĩ là chắc cháu không bán cho bọn tư rô đâu. Cháu sẽ bán cho công ty khai thác gỗ Phú Lâm, công ty cổ phần do nhà nước quản lý. Công ty này á, tuy là trả giá không cao bằng bọn tư rô, nhưng mà cũng không quá thấp. Có điều họ làm ăn đàng hoàng hơn. Nhưng mà không bán cho bọn chúng sẽ dở trò. Bác yên tâm đi, con đã có cách đối phó rồi, tụi nó không dám đụng tới con đâu. Chú à, trước khi qua tiên về thành phố, cô ấy có nhờ cháu đến thăm chú, để hỏi thăm chú có giúp đỡ được gì cho vụ án mẹ của cô ấy không? Con Châu Anh là một người tốt, mà bị chết tức tưởi như vậy. Chuyện này... Chú Tư! Nhà chú Tư bị cháy rồi kìa! Cái gì? Hả? Nhà tôi bị cháy hả? Không! Tiêu hết rồi. Tại tôi định bảo công ty viện ủy ban xin cấp phép khai thác rừng một tuổi, ai mà chưa đến nhà, từ xa có thấy khói lên ngay út, dội đến cản, chờ giờ mà mọi người đến kịp á. Không trời, nhờ mong cứu kịp thời, trời này là thiệt hại không đáng kể lắm. Từ thằng này xin cảm ơn bà con nhiều lắm. Nếu không có bà con cứu chữa kịp thời, chắc nhà tôi cháy thành tro rồi. Có gì đâu mà cảm ơn chú Tư. Mình dân rừng với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Mà sao bị cháy vậy? Hồi sáng nay anh quên tắt lửa à? Hồi sáng tôi có nấu cơm, mà tôi tắt lửa kỹ lưỡng lắm rồi mới đi lên rừng. Mà không hiểu sao nhà nó cháy nữa. Do mưa nắng rồi, mình phải cẩn thận của lửa. Chứ cháy nhà lan cháy rừng khổ lắm chú ơi. Thôi bây giờ chữa lửa xong rồi, mời bà con đi về để chú Tư nhận cái đống này. Thôi về đi bà con ơi. Lúc đến nhà chú, con thấy có bóng một người chạy đi. Nhìn sau lưng, con thấy giống bọn đàn em của Tư Rô lắm. Đúng là điều tôi nghĩ mà. Vụ cháy nhà này không phải ngẫu nhiên đâu. Chắc là tụi nó muốn cảnh cáo mày. Việc không chịu bán chuyện quyền khai thác, nó muốn hù dọa Tư Thành này hả? Không có dễ đâu. Chuyện của chú ấy với bọn Tư Rô á, cháu không biết. Nhưng chú á, đừng nói với ai. Về chuyện cháu kể cho chú nghe nha. Ừ. Thôi cháu cứ đi làm việc đi. Vậy thôi cháu về nha. Ừ, cảm ơn cháu nha. Chính tụi mày đã vi phạm quy ước thì đừng có trách tao. Vụ án của Châu Anh cũng không quên mình luôn nha. Dạ, tôi chắc cảm ơn chú. Dạ. Ngon quá. Được rồi, ông chịu cứ để đó tôi nấu tiếp cho. Ông lên ghế ngồi nghỉ đi. Chị cứ lo mấy món của chị đi, món của tôi để tôi lo. Và chú tâm vào thì món ăn nó mới ngon. Dạ,
Nhưng mà sao bữa nay thấy ông chủ nấu nhiều món quá vậy? Tâm trạng không vui thì khẩu vị cũng kém đi. Con Hoa Tiên nó đang có chuyện buồn, tôi muốn nấu nhiều món để cho nó chọn lựa. Thì thấy nó buồn tôi cũng muốn đứt cả ruột, nhưng ngạc nổi không biết làm sao mà chia sẻ với nó nữa. Chị biết mà, tính của Hoa Tiên ấy, nó cứng rắn, nó thẳng thắn. Hôm nay mang tội ăn cắp thì làm sao nó không mang cú sốc được. Nhưng Hoa Tiên đâu có lấy tiền bạc vật dụng gì của ai đâu. Chỉ vì nó nóng lòng muốn phá án nên mới lấy bộ hồ sơ về nhà. Thì cùng lắm á là đem trả cho người ta là xong chứ gì ông chủ. Chị không hiểu tội danh ăn cắp hồ sơ vụ án. Nếu để người trong nghề biết được thì xấu hổ lắm. Nó thuộc về... Dạ. Tư cách đạo đức nghề nghiệp đó chị à. Trời đất, nghiêm trọng vậy sao ông chủ? Tội nghiệp Hoa Tiên quá. Ông chủ ơi, hay là dù gì á, ông chủ cũng quen nhiều biết rộng, ông chủ giúp Hoa Tiên nghe ông chủ. Chứ để lý lịch nó như vậy á, làm sao mà thăng quan tiến chức được chứ. Thôi Vũ ơi, Vũ nói làm gì cho hao công tổn sức. Người ta vô tư, công chính liêm minh, cho nên là người ta không có làm mấy cái chuyện mất mặt đó đâu. Sao con dậy sớm vậy? Xong ngủ thêm chút xíu cho đủ giấc. Con à, con qua bàn ngồi đi. Nè, con biết không, bữa nay có rất nhiều món cho con lựa chọn đó. Bò kho, bún bò Huế, rồi bánh mì ốp la. Món gì con ăn cũng không nổi nữa hết á. Chứ đừng có dọn mất công lắm. Ăn không nổi á thì con ăn một chút cho ba con vui. Bữa nay đích thân ba con vô bếp nấu món bò kho cho con đó. Con thấy ba con cưng con nhiều chưa? Con không cần ba thương con kiểu đó. Con. Vậy chứ con muốn ba thương con kiểu nào? Ba hãy cho con một chút tự do, đừng có xem con như con nít nữa. Trong mắt của ba mẹ, cho dù con cái có lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng là một đứa trẻ thơ thôi con à. Thôi, con qua bên đây ngồi, Vũ dọn cho con ăn một miếng cho ba con vui. Thôi, sáng nay con có việc phải lên công ty rồi. Kìa con. Nhà trưa con cũng không về nhà ăn cơm đâu. Vũ khỏi chừa cơm cho con đi nha. Thưa ba con đi. Nhưng mà Hoa Tiên à, Hoa Tiên. Thiệt tình. Hoa Tiên. Thôi, cứ để nó đi đi. Đừng có tạo áp lực cho nó. Nhưng mà có đi đâu thì cũng phải ăn một miếng mới có sức làm việc chứ ông chủ. Thì đừng lo, có người khác thay mình mà lo cho nó rồi. Đưa em giấc ngủ cho. Hôm qua, trước mặt đồng nghiệp của anh không tiện nói. Bây giờ anh sẽ nói cho em hiểu. Anh còn muốn em hiểu như thế nào khi mà mọi chuyện quá rõ ràng như vậy? Hay là anh muốn giải thích chuyện vu khống em là đúng? Phải. Anh còn nói phải. Cho đến thời điểm này, trước mặt em, anh vẫn không có một chút hổ thẹn nào. Nếu như em chịu nghe anh giải thích thì em sẽ hiểu vì sao anh đã làm như vậy. Thật ra, anh cũng đã rất khổ tâm khi buộc lòng tố cáo em. Khổ tâm? Anh khổ tâm vu khống em trước mặt mọi người? Khổ tâm chà đạp cái nhân cách của em sao?
Anh chỉ muốn bảo vệ cho em thôi. Em không biết là mình đang đương đầu với ai đâu. Chúng độc ác và khủng khiếp hơn sự tưởng tượng của em nhiều. Để bảo vệ bí mật, chúng sẵn sàng giết người diệt khẩu. Và mẹ của em không phải là nạn nhân đầu tiên. Em cũng không phải là người cuối cùng đâu. Anh và ba lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên hết. Em đã hứa với anh những gì? Em đã hứa là không tự ý hành động. Em dám cãi lời anh. Không chỉ đến gặp ông ba thôi, mà còn dám gặp cả kiểm lâm Tư Thành. Em có biết vô tình em đã làm mọi chuyện phức tạp hơn không? Và bản thân em cũng tự đưa mình vào vòng nguy hiểm hơn. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Anh có biết là chính nhờ sự liều lĩnh này, em đã có một chút manh mối về đường dây buôn lậu của chúng. Dạ, mời anh chị Dùng. Cảm ơn. Như ban đầu đã nói, em phải hỏi ý kiến của anh trước khi hành động. Vậy mà bây giờ em lại tự ý làm một mình. Em định tìm ra manh mối xong rồi mới kể cho anh. Em còn dám nói như vậy sao? Em có bao nhiêu mạng người để tìm ra manh mối rồi để kể cho anh?